Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện thì vườn mình vừa cập nhật thêm một số loại sen đá rất là xịn nha các bạn. Đấy, ở đây thì gồm có 4 loại. Đấy, rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ đi quay gần từng loại cho các bạn xem nhé. Đấy, đầu tiên là mình có sỏi hồng nè. Đấy, sỏi hồng đợt trước là mình nhập một lô mà bán hết rất là nhanh, nên là mình nhập thêm một lô nữa. Lô này thì cây nó nhỏ hơn một chút. Đấy. Đây nha các bạn. Và đợt trước thì mình bán 170, mà đợt này thì cây nó nhỏ hơn nhưng mà nhánh nó cũng rất là nhiều nha. Đấy, cũng rất là đã luôn. Đấy, cây như thế này là 101 nha các bạn. Đấy, một bụi rất là đẹp. Đấy, ở đây rất là nhiều luôn, tha hồ. Lần này chắc không sẽ hết nữa đâu. Đấy. Tiếp theo là mình có Babyton nha các bạn. Đấy, cây này đợt trước cũng nhiều bạn hỏi lắm mà mình đặt nó lại hết hàng. Nhưng mà may là lần này nó lại có hàng nên là mình đặt được một thùng như thế này. Nhìn rất là cute nha các bạn. Đấy, nhìn rất là mọng nước. Đấy, một chậu như thế này là 60.000 nha các bạn. Đấy, rất là nhiều luôn, nguyên một bụi. Phía bên đây là nhung đỏ cổ thụ nha các bạn. Đấy, một bụi nó rất là bự luôn đấy. Thế mình sẽ lấy một bụi ra. Đấy, đây là một bụi nữa nha các bạn. Đấy, một bụi rất bự luôn. Bụi như thế này là có giá là 150 nha các bạn. Đấy, một cây cổ thụ. Cho các bạn nào đam mê về các dòng sen cổ thụ. Đấy, những cây như thế này thì đa số các bạn về sẽ phải trồng và phục hồi nó lại. Vì khi phục hồi nó lại thì cây nó sẽ rất đẹp hơn rất là nhiều, vì mình vận chuyển xa nên là lá nó sẽ hơi héo một chút và nó sẽ thế, nó sẽ không được trơn đẹp. Đó, mình trồng thì nó sẽ căng lên lại và nó sẽ thẳng ra thì nó sẽ rất là đẹp nha các bạn. Đấy, cuối cùng ở đây là mặt trời va nha các bạn. Đấy, sen đá mặt trời, nhưng mà những loại này là mặt trời nó va là nó đột biến ra màu vàng đó các bạn. Đấy, bình thường thì mặt trời sẽ xanh đỏ nhưng mà giờ này thì nó sẽ đột biến ra thêm màu vàng nữa. Đấy, mình có làm một video là phục hồi lại cây mặt trời như thế này ở một video trước, mình sẽ để ở dưới comment cho các bạn xem nếu các bạn thích. Đấy, khi phục hồi lại thì cây nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó, các bạn có thể xem bằng comment, mình sẽ để video dưới đó nha. Đó, khi mình phục hồi lại thì nó sẽ rất là đẹp. Đó. Rồi, đây là một số giống mà mình vừa bổ sung nha các bạn. Các bạn có thể liên hệ để đặt hàng nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Còn cây mặt trời pha bên này thì nó lên màu cũng rất là nhiều luôn. Nó lên màu nhiều hơn cây lúc nãy. Cái màu rất là đẹp luôn. Cây này nó lên được đều màu luôn các bạn.